Giáng sinh vừa trôi qua và những tín đồ của Túc Cầu Giáo trên khắp thế giới có lẽ cũng đã có được những phần quà cho riêng mình từ người thân hay là bạn bè. Nhưng đối với những cổ viên bóng đá lúc này thì món quà lớn nhất có lẽ lại chính là việc được chứng kiến đội bóng con cưng cùng những thần tượng của mình thi đấu trở lại trên sân cỏ. Và sau guồng quay của World Cup 2022 thì Premier League sẽ là giải vô địch quốc gia châu Âu đầu tiên trở lại với những diễn biến khó lường ngay trong ngày lễ tặng quà. Một món ăn tinh thần không thể tuyệt vời hơn dành cho người hâm mộ. Trải qua nửa đầu của mùa giải năm nay, điều gì đã đọng lại trong tâm trí của người hâm mộ Ngoại hạng Anh nhỉ? Đó chắc chắn phải là những kỳ vọng vào Erling Haaland trong lần đầu tiên có mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và rõ ràng những màn trình diễn của sao trẻ này đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Đó cũng sẽ là sự bất ngờ của không ít người hâm mộ khi chứng kiến một Arsenal trưởng thành và đang sẵn sàng trở thành đối trọng lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Đó còn là sự khác biệt tới từ Newcastle United sau khi thay ra đổi thịt với khoản đầu tư tới từ những đại gia Trung Đông và hứa hẹn sẽ còn mang tới nhiều bất ngờ trong thời gian tới. Còn đó là rất rất nhiều những dấu ấn mà Premier League đã để lại trong tâm trí người hâm mộ trước thềm World Cup 2022. Nhưng khi trở lại với guồng quay của hạng đấu cao nhất nước Anh thời điểm này, chắc chắn chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị sẵn một tâm lý thật vững để cùng tiếp tục cuộc hành trình với chuyến tàu lượn siêu tốc về mặt cảm xúc ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Vòng đấu thứ 17 của Premier League sẽ không có bất kỳ cuộc đụng độ nào giữa hai đội bóng cùng nằm trong nhóm Big Six, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể kỳ vọng vào những màn thư hùng hấp dẫn. Đây cũng là thời điểm tốt để những ông lớn của xứ sở sương mù sàng lọc lại lực lượng sau mùa World Cup hấp dẫn bậc nhất lịch sử để hướng tới những mục tiêu cuối mùa giải. Các câu lạc bộ bị đánh giá thấp hơn cũng sẽ có cơ hội của riêng mình để chứng minh được họ đã có quãng thời gian nghỉ giữa mùa hiệu quả với những thay đổi cùng hy vọng tạo nên bất ngờ. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ khi mọi người rời đi, có những lúc thật nhàm chán, nhưng tôi đang mong chờ để có thể gặp lại họ sớm nhất có thể. Đó là những gì mà Erling Haaland đã chia sẻ trong đoạn clip mới đây được chính câu lạc bộ Man City chia sẻ. Có lẽ không chỉ chấn sút người Na Uy mà đó cũng là cảm xúc chung của tất cả người hâm mộ trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng tin mình đi, Haaland có lẽ không phải người vui nhất khi gặp lại đồng đội của mình đâu, mà người đó có thể chính là Kevin De Bruyne. Có lẽ sẽ không quá khi nói rằng siêu sao của tuyển Bỉ vừa trải qua một kỳ World Cup ác mộng tới từ việc đội tuyển Bỉ không thể vượt qua được vòng bảng, và ác mộng có lẽ cũng đến từ chính người đồng đội của anh là Romelu Lukaku. Nhưng khi trở lại với Manchester City, người sẽ lãnh trọng trách ghi bàn của The Citizen sẽ là Erling Haaland. Đã có tới 18 bàn thắng chỉ sau 13 trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này. Chính bộ đôi De Bruyne Haaland cũng sẽ là bộ đôi mang trên mình hy vọng của các cổ động viên nửa xanh thành Manchester trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình ở xứ sở sương mù. Công thức De Bruyne có bóng và Haaland bắt đầu di chuyển một lần nữa sẽ trở thành cơn ác mộng đối với mọi hàng thủ của Premier League. Ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã có tới 4 bàn thắng của Haaland được kiến tạo bởi siêu sao người Bỉ. Cùng với đó là vô số những cơ hội khi mà De Bruyne thả những đường bóng vô cùng thuận lợi để sao trẻ người Na Uy có thể thoát xuống và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Việc được thi đấu bên cạnh Haaland sẽ là tiền đề để De Bruyne sớm lấy lại được sự tự tin cho phần còn lại của mùa giải. Bản thân trung phong người Na Uy cũng như Man City cũng đã có cho mình bước chạy đà hoàn hảo trong ngày trở lại với Premier League khi vừa có được chiến thắng trước Liverpool ở đấu trường League Cup. Và một đối thủ như Leeds United ở thời điểm hiện tại sẽ khó có thể có khả năng cản bước Man City trên hành trình bám đuổi Arsenal ở vị trí đầu bảng. Nhưng nói vậy không có nghĩa rằng pháo thủ sẽ để cho những nhà đương kim vô địch có thể dễ dàng đòi lại vị trí đầu bảng ngay sau khi trở lại với guồng quay của Premier League. Những pháo thủ thành London đã sớm cho thấy tham vọng của mình ở mùa giải năm nay bằng việc tham gia giải đấu giao hữu tại Dubai cùng những cái tên quen thuộc như AC Milan hay Olympic Lyon. Đây có thể coi là những trận đấu vô cùng quan trọng để vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sốc lại tinh thần của toàn đội để chuẩn bị bước vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa giải. Đó cũng sẽ là cơ hội để Arteta hiểu rõ được rằng mình cần phải làm gì trong phiên chợ đông, nhất là khi chân sút chủ lực Gabriel Jesus sẽ vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Chúng tôi cần thêm cầu thủ cũng như nguồn lực để đáp ứng được những kỳ vọng trong phần còn lại của mùa giải. Rõ ràng việc thiếu đi chân sút người Brazil ở thời điểm này không phải một tin tốt lành gì đối với Arteta cùng những người đồng sự. Jesus không chỉ có vai trò quan trọng ở vị trí của một trung phong mà anh còn có khả năng liên kết lối chơi nơi tuyến đầu của pháo thủ. Yếu tố tối quan trọng trong thành công của Arsenal tính tới thời điểm này của mùa giải. Do đó, ba lãnh đạo của pháo thủ ắt hẳn sẽ rất đau đầu trong việc tìm kiếm một gương mặt đủ sức thay thế số 9 của họ khi mà Eddie Nketiah chắc chắn là sẽ chưa đủ cứng cáp để đảm nhận vai trò này. Ở thời điểm này thì João Felix được cho là gương mặt tiềm năng ngay trong mùa đông này để pháo thủ có thêm những phương án tấn công mới, nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Trở lại với Premier League cùng cuộc tiếp đón West Ham United trên sân nhà,
có thể coi như là một thử thách vừa tầm để đội chủ sân Emirates tìm được cảm hứng và tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi gắt gao của Man City. Một trận derby London sẽ là thử thách cả về chuyên môn lẫn tinh thần dành cho pháo thủ trẻ nếu như thực sự muốn chứng minh cho tất cả thấy rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc đua vô địch như những gì chính Arsenal đã làm được trước Chelsea. Trong khi đó, Manchester United sẽ trở lại với hạng đấu cao nhất nước Anh cùng cặp đôi trung vệ vừa có mặt ở trận chung kết World Cup 2022 chính là Lisandro Martinez và Rafael Varane. Đây chắc chắn sẽ là yếu tố giúp cho những người hâm mộ Quỷ Đỏ có thể củng cố thêm niềm tin trong phần còn lại của mùa giải, nhưng nó cũng sẽ chẳng thể che khuất đi sự thật rằng Manchester United sẽ bước vào một thời kỳ mới, không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình của mình. Những lùm xùm xung quanh câu chuyện này ắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nội bộ Quỷ Đỏ trong phần còn lại của mùa giải này. Huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận rằng đã không nói chuyện với Ronaldo kể từ sau khi đoạn phỏng vấn của siêu sao người Bồ với Piers Morgan được đăng tải rộng rãi. Với vị chiến lược gia người Hà Lan lúc này thì câu chuyện của CR7 đã là quá khứ và việc mà ông cần phải tập trung làm lúc này là cải thiện thành tích của Quỷ Đỏ trong phần còn lại của mùa giải. Ten Hag cũng đã thừa nhận rằng Ronaldo không còn có thể đóng góp quá nhiều cho đội chủ sân Old Trafford khi anh không có thể trạng tốt nhất và toàn đội sẽ chấp nhận việc để cho siêu sao này rời đi. Giờ đây, việc được tiếp đón đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng là Nottingham Forest sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Quỷ Đỏ tích lũy thêm điểm số khi mà họ chỉ kém top 4 3 điểm và vẫn còn một trận chưa thi đấu. Vị chiến lược gia người Hà Lan đang có trong tay một Mark Graffert đã để lại được ít nhiều dấu ấn ở World Cup vừa qua. Một Bruno Fernandes với phong độ ổn định bất chấp việc Bồ Đào Nha đã bị loại ở tứ kết và cả cặp trung vệ Lisandro Martinez cùng Rafael Varane như đã nói ở trên. Nhưng giống như Arsenal, Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ cần thêm cái tên mới đủ chất lượng để giúp cho nửa đỏ thành Manchester có thể gia tăng khả năng cạnh tranh cho một vị trí top 4 trong phần còn lại của mùa giải. Đối với những đội bóng đang vướng vào không ít những biến động ở mùa giải năm nay như Liverpool hay là Chelsea thì đây cũng sẽ là giai đoạn cực kỳ quan trọng để có thể tìm lại được nhịp thi đấu cho phần còn lại của mùa giải. Thất bại trước Man City ở trận đấu trong khuôn khổ League Cup vừa qua chắc chắn sẽ khiến cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Bên cạnh đó thì việc những trụ cột của đội bóng như Luis Diaz hay Diogo Jota vẫn đang vướng phải những rắc rối vì chấn thương cũng hoàn toàn có thể khiến cho kế hoạch của The Kop bị đảo lộn. Lúc này, đã có những thông tin cho rằng Liverpool sẵn sàng phá kết để mang về những ngôi sao vừa tỏa sáng ở World Cup 2022 như Enzo Fernandez để tăng cường cho lực lượng vốn đang gặp phải nhiều biến động trong thời gian qua. Chuyến làm khách tới Villa Park của Aston Villa trong ngày thứ 3 tới đây chắc chắn sẽ ẩn chứa không ít những cạm bẫy với The Kop và họ sẽ cần phải sớm tìm lại được tinh thần nếu muốn sớm trở lại với top 4. Chelsea dưới thời Graham Potter cũng đang trải qua cơn khủng hoảng mini khi đã trải qua 5 trận không biết đến mùi chiến thắng ở đấu trường quốc nội. Vị thuyền trưởng người Anh vẫn đang loay hoay trong quá trình lắp ghép để tìm ra công thức chiến thắng dành cho đội bóng đã chi nhiều tiền nhất ngoại hạng Anh mùa hè vừa qua. Nhưng sau World Cup 2022, nguồn cảm hứng tới từ màn trình diễn xuất sắc của những cái tên như Hakim Ziyech hay là Christian Pulisic được kỳ vọng sẽ thổi vào Chelsea một luồng gió mới để cải thiện phong độ nghèo nàn ở quãng thời gian vừa qua. Bournemouth có thể sẽ là đối thủ vừa tầm để thầy trò huấn luyện viên Potter biểu dương lực lượng và cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không kể đến những cái tên như Tottenham Hotspur hay Newcastle United. Hai đội bóng đều đang thể hiện rằng mình là những cái tên khó chịu trong cuộc đua top 4. Thậm chí, Newcastle còn đang thể hiện được phong độ có thể coi là ấn tượng bậc nhất Premier League trước thềm World Cup 2022 với chuỗi 5 trận toàn thắng ở giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Đó chính là lý do để người hâm mộ tin rằng Trích Chòe chứ không ai khác chính là ngựa ô của mùa giải năm nay và đang sẵn sàng để tạo ra những bất ngờ. Việc tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông có thể được xem là đã khiến cho không ít đội bóng gặp phải khó khăn vì sự hoành hành của virus FIFA. Tuy nhiên đây cũng có thể là cơ hội để họ nhìn lại hành trình trong nửa đầu mùa giải của mình và rút ra kinh nghiệm cho phần còn lại. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những sự chuyển mình, những cú hích khi cao thủ trở về từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để viết nên một kịch bản hấp dẫn cho Premier League như những gì đã được chứng kiến tại Qatar hơn một tháng qua. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.